Xin kính chào quý vị và các bạn, các anh chị đang xem kênh nha. Em xin giới thiệu quý vị và các bạn, các anh chị cây nhãn khổng lồ luôn, hết biết luôn quý vị ơi. To không biết bao nhiêu gan mà nói, mình quay bằng điện thoại nên khó nghe quý vị. Mong quý vị thông cảm nha. Đây là một cây nhãn nha, chứ không phải hay nhiều cây đâu nha quý vị. Quá là đẹp luôn quý vị ơi. Mình bư ra cho quý vị coi rồi mình lắp lại nha quý vị. Đây, quá đỉnh cái bộ đế luôn quý vị ơi. Có lẽ cây nhãn này là cây nhãn xuồng hay là nhãn Ido gì của mình không đâu. Ido thì mới đây chắc không có bự gì đâu quý vị. Có thể là cái nhãn xuồng hoặc nhãn lông như vậy. Quá đỉnh luôn. Cây này chắc cũng có lẽ mới bứng vô đây chừng vài tháng rồi vậy. Đây một cái nấm luôn quý vị ơi. Mọi góc độ đều đẹp nghe quý vị. Cây này chắc có lẽ rất mắc đây. Hình dáng của bộ đế nó giống như một cây đa cây đề nghe quý vị. U nặng sần sùi, tủa ra bốn hướng bốn góc hết trơn nghe quý vị. Quá đẹp luôn. Cái nhãn này thì quá đỉnh rồi. Góc độ này đẹp lắm quý vị. Chiều cao hiện thời của nó phần thân chính đó, có là từ gốc tới ngọn là từ 1,5 m tới 2 m nha quý vị. Lên luôn đọt là chắc có lẽ là 2 m, 2,2 m. Mình tính từ gốc thôi nha, không có tính từ mặt đất nha. Quá đỉnh luôn. Đẹp tuyệt vời luôn quý vị. Cái nhãn khổng lồ mình nào giờ mới thấy một cây duy nhất nghe quý vị. Cái nhãn bự mình đã thấy rồi, nhưng mà chỉ có lẽ một thân, như không giống như cái này hai thân dính liền mà lại khủng gì nghe quý vị. Có một không hai quý vị ơi. Cái nhãn độc lạ luôn quý vị ơi. Rễ nó tua tủa giống như cây xanh, cây si, cây gừa nghe quý vị. Thang hốc u nằng tuột cũng tiếp tục như vậy. Nhìn quá đỉnh luôn. Cái này như là cái xanh mà ta chạm chỗ thêm gì đó, nhưng mà thực sự cái này không chạm chỗ được như vậy. Thân gỗ cứng mà, thân gỗ lâu năm. Quá đẹp. Cây già nua nghe quý vị. U sần nha. Thôi mình lắp lại cho người ta nghe. Tại vì đây là những chỗ mà người ta cần che mát lại mấy vết chày xước nha quý vị, chứ không có gì là bí hiểm nha. Nãy sao mình để vậy nghe quý vị. Đây là của nhà vườn Thanh Bình nha quý vị. Cái gì thấy từ xa ha, cứ ầm lại nha. Số điện thoại. Có gì quý vị liên hệ ở đây nha. Mình chỉ tình cờ đi ngang thôi. Quý vị cứ ầm lại nha. Nhà vườn cây cảnh Thanh Bình. Điện thoại là 0907 130 230. Hai số đoạn nghe quý vị. Nên mình quay sơ một lượt những cây khủng nha. Rồi trở lại cái nhãn nha. Chim ngưỡng bằng cuối nha quý vị. Xin kết thúc video tại đây nha.